Nó bảo là đòi em lấy tiền, xong em bảo là em không có tiền. Nó bảo là không có tiền thì ngủ đây với tao, mai tao cho tiền. Xong em không đồng ý, xong em sợ em chạy về nhà. Ôi, thế là có mấy người? 5 người. 5 người á? Sao lại hỏng hết rồi này? Nhà em bị làm sao đấy? Gió thổi. À, ai phá là như nào đấy? Bị gió thổi. Bị gió thổi á các bác? Ôi ôi, bay cả cái này này. Cẩn thận nhá, cẩn thận rách bạt nhá. Từ từ nhá. Cháu Khương xin mến chào tất cả quý cô bác, quý anh chị. Chào mừng quý cô bác, quý anh chị đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Các bác thân mến, hôm nay thì cháu lại tiếp tục lên nhà em Hiền. Và hôm nay thì có hai anh em là đồng hành cùng cháu Khương luôn các bác. Bên này là em Nhật Thịnh, còn bên kia là em Trinh. Và bây giờ thì em có thể chào các bác không? Cháu Thịnh xin chào các bác. Cháu Trinh xin chào các bác ạ. Thưa các bác là em Thịnh là hiện tại đang cùng với lại Quyền Hiền cũng đang đi chia sẻ những hoàn cảnh của trên kênh của Kết Nối Yêu Thương, đúng không? Đúng rồi anh. Còn em Trinh là Clamen của Quyền Hiền các bác ạ. Và bây giờ thì hôm nay thì do là mấy hôm vừa rồi ấy thì ở nhà em Hiền là xảy ra rất là nhiều chuyện, thì hôm nay một mình cháu Khương lên thì cũng không yên tâm được, nên là cháu Khương có rủ thêm hai anh em đi cùng cho yên tâm hơn đấy các bác. Và bây giờ thì cháu xin mời các bác cùng đồng hành cùng cháu Khương với cả hai anh em nhé các bác nhé. Ôi, thưa các bác thì hôm nay là trời mưa, mấy hôm trước là trời mưa nên đường ở bên kia là trôi đất hết rồi, chúng cháu không đi xe máy lên đây được, nên là hôm nay chúng cháu quyết định là đi bộ đi đường tắt từ dưới kia lên. Còn đường chính mà bình thường chúng cháu hay đi xe là ở bên này cơ. Cũng là một phần là mấy hôm nay thì do là thời tiết cũng không ủng hộ lắm, nào là mưa rồi lại báo lũ nữa, cũng rất là nguy hiểm, nên là cái đoạn đường đi là không đi được xe máy, là bọn con phải chọn phương án là đi bộ, là đi đường tắt dưới kia lên nó gần hơn đấy. Ôi, ngôi nhà của em Hiền này sao lại bị như thế này? Lúc nãy là đi đến đầu bên kia em đã nhìn thấy rồi, nhưng mà ôi trời ơi, ngôi nhà em Hiền làm sao rồi các bác? Đây này, sao lại hỏng hết rồi này? Lúc nãy đi tận đầu bên kia em đã nhìn thấy rồi. Ôi dồi ôi. Thì là lúc đấy là em cũng chưa kịp nói với anh. Trời ơi, sao nhà lại bị như vậy rồi? Có phải là ai phá không nhỉ? Mấy thời gian vừa rồi ấy thì là do là rất là nhiều chuyện xảy ra với em Hiển, nên là chú cháu cũng không yên tâm được. Hôm nay là lên lại bị nhà lại bị làm sao này rồi. Trời ơi, không biết là em Hiển có ở nhà không nữa. Anh gọi xem Hiển có ở nhà không. Hiển ơi. À, Hiển có ở nhà các bác ạ. Ôi trời. Nhà bị làm sao này? Hả? À? Nhà em bị làm sao đấy? Gió thổi. À, ai phá là như nào đấy? Bị gió thổi. Bị gió thổi á? Dạ. À, là bị gió thổi bay tốc mái nhà đây à? Dạ. Ôi ôi. Ở nhà em Hiển là bị gió thổi bay tốc cái mái này rồi. Thế là bị lâu chưa? Cái này bị lâu chưa? Tối hôm qua. Tối hôm qua á? À? Ủa, thế hôm qua ở đây gió to lắm à? Dạ, có. Ôi ôi. Trời đất ơi, có một ngôi nhà nho nhỏ như vậy mà bây giờ gió to thổi bay tốc hết mái rồi các bác. Thế là em sao lại cầm túi đồ to này đi đâu đấy? Em đi lên rừng ở. Đi lên rừng ở á? Đi lên rừng ở thì em ở đâu, ở chỗ nào? Chỗ hòn đá. Chỗ hòn đá. Ồ, hòn đá có em là bây giờ là không ở đây nữa, là em sẽ đi lên như kia ở á. Ôi trời ơi. Các bác ơi, em Hiền là hoảng hốt là không muốn ở nhà được nữa, là muốn đi lên trên rừng ở để an toàn hơn đấy các bác. Thế là từ hôm qua là ở đây là gió to là thổi bay tốc mái ở đây luôn. Thế là thế hôm qua em ở đâu? Vẫn ngủ ở nhà. Vẫn ngủ ở nhà. Thế có bị mưa không? Hôm qua có bị mưa không? Mưa bé. Mưa bé à? Không mưa to đúng không? Dạ. À, cũng rất là may là hôm qua chỉ gió to thôi các bác ạ. À, không may bị mưa. Mưa.
Nếu mà mưa thì ướt hết rồi đấy. Rồi. Bây giờ mình hiện tại chỗ anh em mình đang ngồi đây là nhìn là đang ngồi trong nhà đấy mà nhìn thẳng là trên kia là cả một bầu trời rồi các bác, nhìn xuyên lên trên kia rồi. Ôi. Cái này chắc là bạt nó không bị rách đâu nhỉ? Chắc chỉ bay tốc mái thôi. Thế ở trên kia thì em làm gì có chỗ ở đâu mà đi lên rừng? Hả? Đi tìm. Đi tìm á? Ôi, bây giờ thì không phải đi nữa đâu. Để anh làm sao để anh sửa lại cho em chứ. Làm sao mà đi lên trên rừng ở được một mình nữa. Quá là khổ thân cho em Hiền các bác ạ. Ở trong này cũng mọt hết rồi nên may mà không đổ. May mà lần sau không đổ đi. Mọt rồi, cái mọt hết rồi này. Thế thôi bây giờ là anh em mình sửa cho Hiển thôi chứ tối lại mưa thì không biết em ở đâu. Nhìn cái trời này thì là khả năng là tối nay lại mưa chắc luôn đấy. Không thể nào là tạnh được rồi. Vì hôm qua thì chỗ cháu Khương cũng có mưa các bác. Ở đây thì may là chỉ có gió to thôi, không mưa to. Nếu mà mưa to thì nhà của em là đồ còn bao nhiêu là đồ đạc. Các bác gửi đến là bị ướt thì cũng rất là tội cho em Hiền các bác. Với anh em mình bây giờ là mỗi người một tay để anh em mình hộ em Hiền làm cái sửa lại cái mái cho em Hiền đi. Thế em cứ cất đồ ở đây đi, không phải đi đâu hết cả. Đây là nhà của mình cơ mà. Mình sửa lại cho ngôi nhà của em. Trời ơi, đi ra ngoài xem nào. Quay lại bên ngoài quay xem nào. Mái ở đằng trong này thì không bị ảnh hưởng gì. Còn mái đằng kia thì là gió từ bên kia sang ấy các bác là bị thổi bay cả cái mái rồi. Ôi. May mà chống được cái cây này, không chống được cái cây này có khả năng là hôm trước là bị nghiêng ấy, cháu Khương có chống lại, nếu mà không chống thì khả năng là bây giờ đã bị đổ sang bên này rồi các bác. Ôi bay cả cái này này. Cái này hôm trước em để làm gì đấy em? Cái này hôm trước để ở đâu ấy? Lấy để trên bạt. Để ở trên bạt đúng không? Dạ. Ôi thế là công nhận là hôm qua là gió rất là to ấy các bác. Thịnh ơi ra đây, Thịnh ơi. Anh em mình đan lại cái tấm này xong là... Ôi chết rồi. Hôm trước là đan... Bây giờ là anh với Trinh đan lại cái tấm kia nhé, em ở trên này em sẽ kéo bạt xuống. Rồi ok. Xong là tí chỉ việc úp lên thôi. Tấm này còn... Đây, sửa, không, sửa lại đi xong là... Kéo cho nó bằng nhau đi. Không, kéo cho đứng thẳng mặt bên này để đấy, đúng rồi. Thế hôm qua bà ngoại có xuống ở cùng em không? Dạ không. Thế hôm qua là em ở nhà một mình luôn à? Dạ. Ôi trời ơi là trời. Để anh em mình phải làm nhanh thôi, không là tí mưa là không có chỗ ở luôn đấy. Ôi lên đấy cẩn thận nhá. Ôi dồi ôi, thế là bị mọt hết rồi. Hôm nay anh em mình không lấy chắc Hiền đi khoang đủ ở anh. Em Hiền còn gấp hết quần áo là vào đi trên rừng ở rồi đấy các bác. Ôi dồi. Nhưng mà đi trên rừng ở còn nguy hiểm hơn. Đúng rồi. Thứ nhất là dàn dép này, thứ hai là trên rừng bây giờ mà mưa to ấy thì sẽ dễ bị sạt lở đất nên là rất là nguy hiểm.
Ở đây thì tuy là gió to một tí nhưng mà bây giờ mình sửa lại cho em ở là an toàn hơn. Chứ để rừng ở là không phải là phương án tốt đâu. À, thiếu một mảnh nữa nhỉ, nếu mà có một miếng nữa thì miếng cũ của nó đi đâu rồi nhỉ? Đây, chỗ này anh để một cây thôi, bên này nó chắc mà anh để một cây thôi. À, nhấc cái đầu này lên này. Bây giờ phải buộc lại cái bạt đã, xong rồi cho cái này lên. Buộc hai đầu bạt đã. Có dám lên không đây? Thế buộc cái đầu bạt đã. Ui. À đây đây đây. À, Trinh ơi, em kiếm cho anh một cái dây đi. Cái kia có cái dây trắng kìa. Lấy cái dây trắng kia cho anh buộc đi Hiển ơi. Buộc cái này xong là mình giải cái tấm kia lên là được rồi. Đây đây, có dây đây rồi. Được, chứ cái này dây này chắc hơn này. Ở đấy buộc được chưa? Không, hôm trước bà ngoại làm cho đấy. Như là em Hiển là đi trước là em Hiển đi chăn trâu đúng không? Đi chăn trâu họ cho con gà đúng không? Cái này khả năng là anh phải lên trên kia mới ấy được ấy nhỉ? Có cần lên không? Không cần, chắc không cần đâu. Tí mình lấy cái lạt kia mình úp lên xong rồi mình buộc cái lạt kia cho chắc. Đúng rồi. Mà hôm trước có mấy cây để gác lên chốc. À đầu này em không gác nhỉ? Bên này là em không gác đúng không? Hiển đúng không? Đó. Gác bên, bên kia. Nếu mà gác thêm mấy cái cây vào thì chắc hơn đấy. Thế anh em mình sẽ gác thêm, có nghĩa là cho cái lạt kia lên trên bạt xong là mình gác như đầu bên kia kìa. Mấy cây vào nữa. À. Em Hiển đi nhấc một đầu được không? Nhưng mà Trinh cao như thế có đưa tới không? Trinh cao quá. Cẩn thận nhá. Cẩn thận rách bạt nhá. Từ từ nhá. Phải cho ngang chứ. Cho ngang mà bây giờ mình cứ đưa lên xong mình xoay sau. Từ từ nhá. Rồi xoay dần đi, xoay cầm đầu kia đi. Kiếm thêm mấy cái dây để buộc nào. Buộc cái lạt này xong là chắc hơn. Từ từ nhá. Từ từ kéo nhá. Từ từ nhá, cái này nó cũng là tí nữa. Nó hơi bị chẹt. Úp lên mà. Tí mình kiên cố lại thêm mấy cái cây nữa. Không còn buộc cái này đã. Buộc ở đây buộc cái dây này đã. Xong là mình sửa sao. Có dây chưa? Để cho bên kia một dây đi này. Em Hiển lấy thêm mấy cái dây nữa. Được rồi, từ từ đã. Buộc ngay đấy. Ờ. Từ từ mà sửa cái này cho nó chắc đã. Anh khả năng anh phải lên mái ở trên kia kéo mới được.
từ từ nhá. Ôi, đến nóc nhà rồi. Cẩn thận anh nhá. Cẩn thận nhá. Ok. Rồi. Ui. Cái này cho anh để giữ đi. Ôi dài quá. À đâu, không dài đâu anh cho. Không dài đâu, thò ra được mà. Anh để giữa đi cái này. Này phải buộc lại. Đấy, gác thêm mấy cây nữa này. Em đẩy lên tí được không cái này? Được. Đấy, gác thêm mấy cây vào cho nó chắc đi. Ôi, tí phải buộc đầu kia nữa. Gác thêm mấy cây cho nó chắc chắn hơn. Rồi. Chắc không? Chắc hơn nhiều rồi. Sửa lại cái này đi. Ui. Đưa đầu này đi. Trên này đi nguy hiểm lắm. Anh đi cẩn thận nhá. Rồi. Rồi, gác 3 cây được rồi. Sửa lại cái này một tí là được. Đấy, bây giờ gió thổi thì yên tâm hơn rồi. Ui, tí nữa ngã. Để mà sửa lại như này thì như lúc đầu thì không được rồi. Rồi cái này thì bây giờ cứ để tạm đi. Sau mấy hôm nữa là anh em mua thêm một lớp bạt nữa để phủ lên. Không là vẫn bị dột đấy. Cái chỗ này đang bị dột rồi này, chỗ ngủ của em Hiền đấy. Không, bây giờ em góp ý với anh như này. Mấy hôm nữa nếu mà anh mua bạt đấy thì anh mua dài phủ xuống phía dưới này luôn. Thì là bây giờ là mùa đông đến rồi đấy, gió nhiều. Mình phủ xuống cái này chắn gió luôn cho em. Đúng rồi. Đấy, vì là cái nhà cũng hàng rào rất là thưa các bác ạ. Nên là mình nữa, nếu mà anh Cương có lên ấy thì là anh Cương sẽ mua một cái bạt chùm đến đây luôn. Vừa quay hết luôn. Quay hết luôn để mùa đông này còn giữ được. Đúng rồi, đến mùa đông là lạnh lắm ở đấy. Mùa đông là rất là nhiều gió như bây giờ. Các bác có thể thấy như trên cành cây như đây. Gió vẫn đang thổi. Có dám nhảy không? Hay lên đây? Giờ anh mới là vấn đề xuống mới là khó đây này. Em Hiền ơi. Dạ. Em cất cái này đi. Cất cái chuối hột này. Bây giờ chuẩn bị mưa đến nơi, em cất vào để trong nhà đi. Để anh đi xuống nữa. Mấy hôm vừa rồi thì em ốm liên tục đây, có thời gian rồi ấy. Đó. Đi nguy hiểm lắm. Ui. Ôi, thế là an toàn rồi các bác ạ. Đây này, chuối này em băm ra hết để em phơi đi. Để như này mình nó thối hết đấy. Đây là... Đấy, bây giờ chắc cũng chân cũng đỡ rồi đúng không? Nên là... Nếu rảnh, ngồi rảnh thì em băm hết. Đây đây, chuối hột bây giờ thì... em Hiền mang về thì... Cái này là em rửa đi. Rửa xong là băm lại phơi. Nắng lên đấy. Em lại phơi lên nhá. Phơi lên...
để anh mang đi bán cho. Nếu mà các bác mà ủng hộ thì anh sẽ bán cho em luôn. Ôi, lại như cú rồi, vào trong này nhìn ấy hơn rồi Thịnh ạ. Lại tối như cũ rồi đúng không anh? Đúng rồi, đỡ hơn nhiều rồi. Đấy. Bây giờ không phải dọn đi đâu nữa đâu nhá, cứ ở nhà thôi. Đi đâu đi trên rừng còn nguy hiểm hơn ở nhà. Ờ, vào đây đi, em vào đây đi. Dạ. Đi vào nhà đi. Qua thì sao điện thoại của em mang đi đâu mà anh gọi từ suốt từ hôm qua đến giờ là không gọi được thế? Điện thoại của em mang lên rừng lấy quỷ là họ trêu em chạy về nhà là rơi đâu không biết. À, em lên rừng lấy củi là họ trêu á? Dạ. Ai trêu? Em không quen. Không quen á? Trên rừng già trên kia á? Dạ. Ôi dồi, nó đuổi em hay là như nào mà em chạy về mà rơi cả điện thoại không biết? Đầu nó bảo là đòi em lấy tiền, xong em bảo là em không có tiền. Nó bảo là không có tiền thì ngủ đây với tao, mai tao cho tiền. Xong em không đồng ý, xong em sợ em chạy về nhà. Ôi dồi, thế là có mấy người? 5 người á? Thế có biết là ai không? Không. Không biết luôn. Nó lên trên kia nó trêu em bảo là ngủ cùng em, cho ngủ cùng nó là nó cho tiền. Dạ. Thế là em chạy luôn. Ôi ôi các bác. Đấy em quyết em Hiền là lên rừng lại bị gặp kẻ xấu là dụ dỗ em Hiền đi ngủ cùng. Thế là em sợ quá em chạy mất cả điện thoại. Dạ. Thế là bây giờ nếu mà đi tìm điện thoại có tìm thấy không? Dạ không. Không tìm thấy luôn à? Dạ. Thế hôm trước có em đi tìm lần nào chưa? Hôm trước em cùng anh Thịnh đi tìm nhưng cũng không thấy. À hôm trước là em cũng cùng cả anh Thịnh đi lên tìm rồi à? Dạ. À là không thấy. Dạ. Ôi ôi. Thế hôm đấy em lên rừng làm gì? Em đi lấy củi. Lại đi lấy củi? Dạ. Trời ơi. Lần sau nhá, anh bảo nhá, đi quanh quanh ở gần nhà lấy thôi, không nên đi tít sâu trên kia lấy đâu. Dạ. Hôm nào nếu mà em cảm thấy mà thích đi lấy củi nhiều ấy thì là hôm đấy anh em các anh sẽ dẫn nhau để cùng hộ em một ngày để đi lấy củi trên kia xuống cho em. Một mình em không nên đi sâu như vậy. Đi trên kia rất là nguy hiểm. Thứ nhất là kẻ xấu bây giờ mấy hôm nay thì diễn ra những cái chuyện là không ai mong muốn đến với em rất là nhiều, anh cũng rất là lo lắng cho em. Hôm qua đấy, tối hôm qua là anh đã gọi cho em là thuê bao rồi. Anh tưởng là điện thoại em hết pin. Sáng nay anh dậy anh cũng gọi là không gọi được cho em. Anh rất là lo lắng. Thì anh cũng sợ quá. Anh mới rủ anh em là hôm nay rủ mấy anh em đi cùng anh. Thế là về đến nhà thì nhà cũng bị bay tốc mái như này thì toàn là những chuyện không đâu vào đâu. Nhiều. Anh Thịnh đâu rồi nhỉ? À Thịnh ơi, Thịnh ra đây, anh hỏi một tí. Em vừa đi rửa tay. Anh hỏi một tí, hôm trước ấy có cái chuyện xảy ra như nào nhỉ? Anh nghe Hiển kể cho qua thì anh không nắm rõ lắm. Có hôm đấy là có cả em đi cùng đúng không? Đúng rồi, điện nãy thì sao đấy? Lúc nãy thì đang trên đường đi ấy, là anh đi một xe, em đi một xe nên em cũng chưa kịp nói với anh. Hôm nọ là em cũng lên đây là thăm bé Hiển. Vì là hôm trước em với chị Hiển lên đây thì mẹ của bé là quay lại đây. Dù cả bố dượng nữa, với cả mấy anh em nữa ra đây uống rượu cả đêm, xong hôm sau đi còn vác hòm của bé Hiền đi ấy, thì là anh chị Quyền Hiền là không yên tâm nên là cho em quay lại đây để thăm bé, xem bé như thế nào. Thì đến đây thì em cũng không gặp bé Hiền đâu, gặp bà ngoài này, bà bảo là bé Hiền đi lên rừng tìm điện thoại rồi, em không biết. Xong em lên đến rừng em gặp bé Hiền ở trên rừng, em hỏi thì mới biết là bé Hiền là lên rừng không phải rơi điện thoại, tự nhiên lại rơi đâu anh ạ. Vì bé Hiền lên trên đấy gặp kẻ xấu là người ta hỏi xin tiền bé Hiền bảo không có, người ta bảo là cho ngủ cùng thì hôm sau cho tiền ấy. Xong là bé Hiền sợ quá, bé Hiền là chạy thì ngã nhiều chỗ, không biết là điện thoại rơi ở đâu, xong hôm sau mới dám đi tìm, hôm sau thì rủ bà đi tìm ấy. Bà thì đi sau, em thì đi trước rồi, may mà em đến sớm thì còn gặp bà ấy. Lúc nãy thì em cũng định nói với anh rồi, nhưng mà nãy mỗi người đi một xe thì em chưa kịp nói. Đến đây thì lại thấy cái mái nhà bé Hiền như này là cũng kiểu hốt hoảng quá nên là em cũng quên luôn. Đó. Ôi dồi ôi, thế là bị người ta dụ dỗ. Xong là về sau là bọn nó có đuổi theo không? Dạ có.
có đuổi là em chạy xong mới mất điện thoại đúng không? Có phải điện thoại hôm trước anh mua cho không? Ôi các bác, đấy hôm trước thì cháu Khương cũng có mua cho em Hiền là một cái điện thoại để anh em tiện liên lạc cho em Hiền đấy. Thì là đấy, đi lên rừng không may gặp những cái chuyện linh tinh như này thì em Hiền đã chạy để rơi điện thoại. Giờ là bị mất điện thoại rồi các bác. Bảo sao là từ hôm qua đến sáng nay là cháu Khương gọi rất là nhiều cuộc nhưng mà thuê bao ấy các bác. Hôm nay ra đến nhà Hiền thì mới biết là chuyện như vậy. Thế là hôm trước là em cũng có đi tìm cùng em Hiền luôn cũng, à? Em cũng đi tìm rồi, tìm khắp cái cả khu rừng không thấy. Bé Hiền còn bị ngã nữa hôm đấy. À. Hôm đấy là chúng em tìm hết cái khu mà bé Hiền đi lấy củi rồi. Xong bé Hiền ngã đau chân quá, em phải đưa bé Hiền về nhà luôn. Với cả nhiều con vắt quá. Không à, không phải rơi điện thoại đâu. Ở trong điện thoại cái ốp lưng ấy, bé Hiền còn để 20.000. Bảo là đấy là tiền bán củi được 20.000. Ôi dồi ôi. Rơi cả tiền nữa, có cả tiền trong đấy nữa à? Tiền bán củi đúng không? Đấy, hôm trước thì anh với cả Trình cũng ra đến nhà thì cũng bị họ lục tung hết đồ, trộm hết tiền luôn. Hôm đấy là có bao tiền nhỉ? 40.000 đúng không nhỉ? 50.000. 50.000 thì kẹp ở trong cái quyển vở mà hôm trước anh mua cho em Hiền ấy thì là còn đúng sót 2.000 ở trong đấy luôn. À. Ồ, sao lại củi của em bán được bao nhiêu là đấy thì tiền rơi hết rồi. Hôm nọ em đến em cũng bảo với bé Hiền rồi, nhà thì cũng không được chắc chắn lắm, cái cửa thì không có chìa khóa, em bảo hôm nay em mới mua một cái ổ khóa bé để cho bé Hiền, tí nữa thì em sẽ lắp cho bé luôn. Em mua rồi đấy à? Em mua rồi, tí em lắp xong. Thế thì bây giờ anh em mình cũng tranh thủ là đi sửa sang lại cửa với cả xem là chỗ nào nếu mà còn chưa chắc chắn thì anh em mình buộc lại cho em Hiền nhỉ. Đây, cái này cho anh xem là cái mà mang đi được chưa? Cái này ôi chưa khô lắm nhỉ? Hôm nọ là cái hôm mà anh còn nhớ cái hôm xuống em Hiền xuống chợ phiên với anh không? Có. Em ý bảo là đi xuống chợ phiên thì thấy người ta bán, nên là về em đi lấy. Đi lấy về. Đây là phơi thêm 1-2 nắng nữa là khô rồi này. Anh tưởng là khô thì anh mang về luôn. Cái này chắc được tầm 1 cân không? Gần được đấy nhỉ? Nếu mà khô về chắc là được đấy. Đấy các bác, đây là chuối hột mà em Hiền đang đi lên trên rừng lấy về các bác. Đây là chuối hột bây giờ hiện tại ở trên rừng rất là quý hiếm rồi các bác. Cái này em đi lấy mấy ngày mới được bằng này đấy? 1 ngày. 1 ngày à? 1 ngày thì bây giờ phơi khô chắc được tầm 1 cân. Đấy các bác, đây là chuối hột mà em Hiền đi lên rừng già lấy về ấy, bây giờ rất là quý hiếm. Thì chuối hột này rất là tốt các bác. Em Hiền là mang về phơi để đi bán. Cái này là em cứ để nhà đi. Cái này để nhà để khi nào mà khô ấy, anh sẽ lấy lại của em là mang về bán cái cho các bác. Nếu mà các bác ở dưới xuôi mà thích cái món chuối hột này để ngâm rượu ấy, thì là anh sẽ bán cho các bác ủng hộ em luôn. Cũng mong là cái chuối hột này sẽ được quý cô bác. Nào mà có muốn lấy cái chuối hột này ngâm rượu để làm thuốc ấy, thì có thể là liên hệ cho cháu Khương để cháu Khương giúp em Hiển bán cái chuối hột này để cho em có thêm nguồn thu nhập các bác nhé. Và bây giờ thì anh em mình sẽ đi vào ngoài kia để sửa lại những cái chỗ nào mà bị hỏng ấy. Cái này em còn có cái vỏ bao này nữa không? Dạ không, hết. Hết rồi à? Dạ. Nếu mà có thì để anh che tạm cái chỗ này. Chỗ này bây giờ đang bị thủng hết rồi. Để anh cho gió đến lùa ấy. Bây giờ chắc là chắc hơn rồi đấy các bác. Ôi, nếu mà gió to vẫn không chắc đâu các bác ạ. Này gió to vẫn thổi được. Nói chung là tạm thôi, mày nữa anh xuống anh phải mua cái bạc trùng. Này tới nữa nếu mà lạnh quá thì phải quay hết bạt xung quanh đi. Chứ không quay thì anh chùm từ trên này xuống luôn. Chùm luôn hay từ trên này xuống ấy. Nhưng mà để mà kín quá ấy thì là anh này, sợ là không, là phải để một góc ở đây này. Để bên này vì là khói nó cũng hay ra bên này, anh sẽ để góc này, anh sẽ chùm từ đây quay sang bên kia thôi, để mỗi chỗ ngủ này thôi. Còn cái cửa về đằng hất về cái chỗ bếp đằng sau này thì có nghĩa là mình sẽ chùm từ đây đi. Đấy,
chuẩn từ đây đến cái chỗ này, đến chỗ ngủ đây thôi. Ở đây bây giờ còn đun bếp nữa, nếu mà chùm hết là nhà sẽ rất là khói các bác ạ. Em mấy hôm nay có bị mất đồ gì không? Không bị mất đồ gì đâu gì. Dạ. Ôi dồi ôi, xem là cái túi đồ của em lúc nãy mang. Em định gấp là cái số quần áo này là mang lên rừng luôn á. Dạ. Ôi dồi. Đây là những cái món quà mà trước đây là các bác gửi đến cho em Hiền đấy các bác. Hôm nay em Hiền là cũng xách cả một túi đồ là chuẩn bị lên rừng ở đấy. Rồi cái này em cứ cất gọn đi, không mang đi đâu đâu. Cái này là hôm nào trời nắng thì là em lại phơi nhá, phơi khô xong lại bảo anh. Xong rồi anh ra anh lấy. Về là anh hộ em bán. Đây, ra đây quay lại một ngôi nhà một vòng xem là có chắc chưa. Cuối này em đi lấy lúc nào đấy? Hôm qua. Hôm qua? Dạ. Cái này thì em phải cho vào giấy gầm sàn kia đi. Dạ. Sắp mưa đến nơi rồi. Đấy, củi này để cái gầm sàn đi, mai em còn mang đi bán đấy. Dạ. Đây anh hộ. Đây đây, lấy bớt xuống. Củi này mình sẽ mang để dưới gầm sàn đấy, nếu mà có mưa ấy thì là không bị ướt. Chắc là không ảnh hưởng gì cơ. Đấy. Vẫn che được. Không thì em cho lên các bếp ấy. Trên kia có cái. Trên kia cũng nhiều rồi. Để bác gắp, để nhiều quá sợ sập ấy. Cho cái này vào này. Bây giờ gọn như thế thì mưa về là mình không phải sợ gì nữa. Cái mái bây giờ thì anh cũng có để gác ba cái cày trên này rồi. Gió thổi chắc là không bị ảnh hưởng gì đâu. Đấy là mưa rồi anh chọn. Lại mưa thật rồi. Khả năng là phải kiếm cái dây để buộc lại cái này đi. Đầu dây này hình như là gió to cũng rất là sợ đấy. Anh buộc lại cái đầu dây này để kéo cái cây này xuống. Chưa an toàn lắm. Ôi, bây giờ không thổi được rồi này. Đấy, an toàn rồi. Đây này, cây nhà của em Hiền bây giờ là hiện tại là chỗ này đã bị mọt hết rồi các bác ạ. Để mà lâu nữa thì khả năng là không dám ở nữa các bác đây này. Úi dồi ôi, rất là bụi các bác ạ. Úi, mọt hết rồi các bác. Vì cây vầu này ấy, thì là không được lâu đâu các bác ạ. Chỉ được một thời gian ngắn là bị mọt hết rồi. Cũng mong là em Hiền sẽ có được một ngôi nhà sớm nhất có thể các bác ạ. Chứ ở như này thì cháu Khương cũng không yên tâm chút nào. Khi mà các cháu đã ghi hình thì các cháu phải có trách nhiệm với em Hiền rồi. Thì là cũng mong là em Hiền sẽ sớm thoát khỏi cái ngôi nhà nhỏ nhỏ như vậy. Ở trong rừng nữa rất là nguy hiểm các bác. Bây giờ thì các cháu cũng đã giúp em Hiền là sửa lại cái mái kia xong rồi các bác. Và bây giờ thì cũng chuẩn bị mưa rồi. Thì hôm nay thì anh em cũng sẽ nghỉ lại đây, là sẽ cố gắng làm sao để sửa lại nốt cái bên kia nữa cho an toàn hơn, là anh em không về nữa. Trời mưa thì anh em về cũng rất là xa nên là không về nữa các bác. Và nghỉ ngơi ở lại đây luôn để xem ngày mai tối nay xem là còn bị báo nữa không. Nếu mà bị báo nữa thì mai các cháu sẽ tìm phương án khác để mua thêm bạt hoặc là như nào để quay lại hết cái chỗ này cho em yên tâm hơn các bác nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn lại tất cả các bác trong thước phim tiếp theo. Xin chào các bác.
Xin chào các bác. Con chào các ông các bà. Cháu Cương hôm nay có thu mua được ít mật ong của bà con ở trên rừng, mang ra đây để cháu lại thu gom lại là phục vụ ở trên gian hàng nhỏ nhỏ của cháu. Hôm nay thì đây là mật ong khoái các bác nhé. Mật ong này thì cháu sẽ cho vào đây dốc hết mật, xong là tách cho nước cho mật rơi xuống hết ở đây, là cháu sẽ đóng chai cho gửi cho các bác này. Hôm nay thì cũng được nhiều bác ủng hộ cháu, là cháu có thêm động lực để đi thu mua lại của bà con, chủ yếu là để mang bán hộ cho bà con được các bác ạ. Đây là mật ong khoái nguyên chất 100% các bác nhé. Nếu mà các bác mà từng dùng mật ong rồi thì các bác dùng mật ong của cháu thì các bác sẽ cảm nhận được cái vị đặc sánh của nó là nguyên chất 100%. Ở đây là không thể là không nuôi được các bác ạ. Ở đây là nó tự nhiên chứ không nuôi được. Cũng qua đây là gian hàng nhỏ nhỏ của cháu, mong là sẽ quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ gian hàng nhỏ nhỏ của cháu để cháu Cương có thêm động lực để đi mang những cái phần quà để đi cho những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao này các bác nhé. Đây là đóng cái này là cháu đã đóng chai rồi, thì là một chai như này là 1 lít các bác ạ.